Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nhiều. Và hôm nay thì sau những cái ngày mà Nga cũng xin chia sẻ, sau những cái ngày mà Nga chuẩn bị mọi cái thủ tục giấy tờ, mọi cái về vé máy bay, booking, rồi bảo hiểm này của Nga, thì hôm nay Nga sẽ nói với các anh chị và các bạn. Có nghĩa là sau khi mình có đó rồi, mình chuẩn bị một cái hành trình cho một cái chuyến bay để đi đến Mỹ hoặc các anh chị đi bất cứ nơi nào, tùy các anh chị. Có nghĩa là mình sẽ nói là tóm lại là chuẩn bị một cái hành trình cho chuyến bay dài. Thì trên cái hành trình chuyến bay dài nó sẽ có cái nhiều cái lắm. Ví dụ như các anh chị và các bạn đi du lịch ha, các anh chị và các bạn đi thăm người thân và gia đình, thì khi đi mình trong chuyến bay này, Nga nói là Nga xin chia sẻ cụ thể luôn là trong chuyến những cái chuyến bay mà Nga đi Mỹ thì Nga rút kinh nghiệm như thế này. Khi mình đi thì sau khi các anh chị book vé máy bay xong thì trong cái vé máy bay của mình á, các anh chị nên nhớ là mình sẽ có những cái điều như sau. Thứ nhất, các anh chị đi, tất nhiên là chính bản thân mình là được đi rồi ha. Thứ hai, các anh chị được hai cái kiện hành lý. Đối với thông thường anh nhận thấy là từ Việt Nam mà mình đi sang bên Mỹ á, thì đa số là cái hành trình của chúng ta là được hai kiện, mỗi kiện 23 kg, đó là hành lý ký gửi và một cái carry-on. Thì cái carry-on của mình sẽ là không được nặng quá 7 kg, và mình sẽ có một cái backpack nhỏ nhỏ để mà mình có thể là mang những cái đồ tư trang riêng của mình. Rồi bây giờ Nga sẽ xin chia sẻ tất cả các anh chị và các bạn về những cái hành lý và cái để rút ngắn cái khoảng mà các anh chị cảm giác là mệt mỏi khi thực hiện cái chuyến bay dài. Và chính bản thân Nga, Nga đã thực hiện trong những vừa rồi và Nga bay khi mà Nga đến tận tại nước Mỹ, và Nga cảm giác là cái cơ thể mình nó hòa liền cái trong chỏng về múi giờ và về khí hậu. Nga ví dụ, Nga không phải ví dụ đâu mà đi thực tế luôn. Đầu tiên Nga nói là về cái hành lý. Hành lý ký gửi thì các anh chị sẽ đóng hai kiện, mỗi kiện 23 kg. Đó là cái điều đương nhiên. Và các anh chị lưu ý, cái bài trước của Nga có chia sẻ là các anh chị cần phải chú ý những hành lý nào được mang và những hành lý nào không được mang trong hành lý ký gửi. Và Nga nói luôn, nếu mà các anh chị và các bạn đi những cái nước châu Âu thì nó tương đối nó dễ, là các anh chị các bạn có thể mang trái cây, mang này mang kia đủ thứ. Tại vì Nga đã thấy là mỗi lần dì của Nga từ Pháp về Việt Nam và từ Việt Nam bay Pháp thì dì của Nga đã mua rất rất nhiều trái cây, họ cho rất là dễ dàng. Nhưng đối với Mỹ thì không nha các anh chị và các bạn. Các anh chị và các bạn phải đọc kỹ những cái gì được mang vào nước Mỹ và những gì không được mang nước Mỹ, chứ không thôi các anh chị sẽ bị phạt một cái số tiền rất là đau. Tại vì phạt bèo lắm, rẻ lắm cũng là gần 8.000 đô. Và các anh chị và các bạn đừng để bị phạt mà mình sẽ cảm giác rất là buồn. Rồi, hành lý ký gửi thì mình sẽ, trong hành lý các anh chị và các bạn nên nhớ giùm Nga một điều là các anh chị và các bạn đừng bỏ những cái gì có pin trong hành lý ký gửi. Ví dụ như máy chụp hình, các anh chị và các bạn nên bỏ trong cái carry-on. Đồ sạc pin dự phòng bỏ trong carry-on. Những gì giá trị không được bỏ trong hành lý ký gửi. Tại vì các anh chị nên nhớ, người ta mới nói là của cái đồ quý giá hoặc là cái của mà mình gọi là quý giá luôn luôn phải ở cạnh mình để mình khỏi phải lo lắng. Tại vì mình bỏ trong kia có nhất là mất mát. Thứ hai, nếu như những cái gì mà liên quan đến pin, ví dụ như điện thoại, laptop hay là máy tính bảng hay là đồ pin sạc dự phòng mà các anh chị bỏ trong đó, nó sẽ gây cháy nổ. Rồi những cái chất mà lỏng mà gọi là gây cháy nổ họ cũng không có cho mang vô, và các anh chị và các bạn hãy cẩn thận những điều đấy. Rồi, việc thứ hai Nga nói luôn về carry-on. Về carry-on thì các anh chị và các bạn nên nhớ là carry-on 7 kg. Và các anh chị cũng thông thường thì tùy, có hãng thì người ta cân lại cái carry-on các chị, có hãng thì họ không cân, họ chỉ dòm cái carry-on cho các anh chị và họ sẽ quyết định cân hay không cân tại vì họ đoán. Nhưng theo hai lần chuyến bay của Nga, ba lần chuyến bay kỳ trước của Nga, Nga có những cái mà Nga rút được kinh nghiệm như thế này. Cái lần chuyến bay mà đầu tiên Nga đi qua Mỹ và ngay cả cái chuyến bay mà Nga đi bên Thái, Nga không có mua, ví dụ Nga đi chuyến bay của Thái, Nga không có mua hành lý ký gửi, Nga chỉ cầm cái carry-on. Và cũng cái carry-on đó Nga bay ở Mỹ, Nga cũng cầm cái carry-on đó. Và cái carry-on đó chính bản thân Nga mua của Samsonite và Nga mua trong Costco, nó là cái carry-on. Nhưng khi mà các anh chị và các bạn dòm ở ngoài á, thì các anh chị các bạn sẽ thấy là cái carry-on này rất 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 là nặng.
tại vì nó làm cho cái carrier nó cảm giác nó bự lắm, nhưng thật sự về kích cỡ, về diện tích này kia nó là đúng trong chuẩn của quy định của máy bay. Nhưng khi mà cái chuyến mà Nga bay ở cái hãng hàng không mà của Air Asia thì họ mới quát Nga lại. Cái cô bé đó, tiếp viên hàng không của Air Asia, họ làm khó dễ, họ cổ dòm cái carry-on của Nga. Lát hồi Nga sẽ cho các chị và các bạn xem hình ảnh là thấy cái carry-on của Nga. Thế là quát lại, kiểm tra. Nhưng khi đưa vô đo, mọi cái thì không bị hết. Và cái carry-on đó Nga cũng đi ở Mỹ kia về thì cũng bỏ vô, cũng thấy nó người ta cũng nghi ngờ. Nhưng sau đó Nga khi mà Nga những cái chuyến bay sau gần đây, Nga không dùng cái carry-on đó, Nga dùng một cái carry-on khác, cũng có nghĩa là cũng chả ai thèm cân luôn. Tại họ dòm vô, họ nói cái này đủ chuẩn, tại vì nó rất là gọn, các anh chị có chút xíu à. Nhưng các anh chị có thể, nếu mà Nga nói bật mí các anh chị một chút xíu nha, nó nhỏ xíu vậy chứ anh chị có thể chứa những đồ nặng được, không ai thèm cân đâu, ít khi nào họ kiểm tra lắm, nhưng họ không để ý đâu, tại vì cái kích cỡ nó hoàn toàn rất đạt chuẩn luôn. Do đó cái đó là có thể cái mẹo mà các anh chị có thể là xây xích vài ba ký cũng không ai để ý đó. Rồi các anh chị nhớ là trong cái carry-on của mình thì các anh chị nên để những cái vật dụng hồi nãy Nga có nói rồi, laptop, máy tính bảng, viên sạc dự phòng, điện thoại thì luôn trong người mình, giấy tờ tùy thân, tiền bạc, mọi thứ các anh chị luôn luôn để trong người mình. Và các anh chị có một cái bag bạc thì tốt. Và thông thường Nga đi thì Nga có một cái carry-on và một cái bag bạc là cái ba lô của Nga. Và trong cái ba lô của Nga thì bắt đầu Nga để một cái túi nhỏ, Nga nhét vô ba lô. Tại vì các anh chị và các bạn biết xong, khi các anh chị và các bạn đã trải qua cái khâu là kiểm tra giấy tờ của hải quan rồi thì bắt đầu mình sẽ tiến vô phía trong và bắt đầu mình sẽ chờ thời gian và mình chuẩn bị đi lên tàu, có nghĩa là lên máy bay. Thì khi lên máy bay xong, mọi thứ thủ tục xong hết trơn rồi á, thì các anh chị sẽ chuyển những cái gì tư trang có giá trị vô cái bag, cái túi của mình á, để mình luôn luôn đeo trong người. Ví dụ như nào là passport, nào là tiền bạc, nào là kem đánh răng, nào là những tóm lại là những thứ mà cần vật dụng cần thiết cho mình. Rồi về phần kế tiếp, Nga sẽ xin chia sẻ về làm sao để các anh chị sẽ cảm giác là hành trình bay của mình mười mấy tiếng, hai mươi mấy tiếng cảm giác khỏe, không cảm giác nó dài. Đối với bản thân Nga, Nga đã thực hiện như thế này. Sau khi lên máy bay rồi, vô ngồi, bắt đầu khi mà đã thủ tục hải quan xong hết rồi á, ở ngoài và chuyển vô cái phòng chờ, thì Nga sẽ chuyển tất cả những cái đồ giá trị vô trong cái túi Nga đeo trước người. Và những cái gì, nó tóm là những gì đồ có giá trị luôn luôn đi chung với bản thân mình, không bao giờ rời xa. Rồi Nga sẽ bỏ hết, nào Nga nhét kem đánh răng, nào Nga để luôn cả bàn chải đánh răng, rồi đã thuốc men. À các anh chị và các bạn nhớ là thuốc men, nhớ những gì cần thiết cho bản thân mình cũng phải dự phòng. Và những gì cá nhân của mình, đối với là nó tóm là những gì liên quan đến cá nhân của mình, vệ sinh á, thì mình cũng để ở trong cái carry-on của mình và trong cái túi ba lô đi cho nó gọn. Và thuốc này kia, tại vì phòng hờ thí dụ như đủ các anh chị lên máy bay, các anh chị bị say xe hay là các vị bị cảm sốt hay là gì thì các anh chị cũng có thuốc để uống. Rồi sau khi lên máy bay một chút xíu thì Nga sẽ giống như là được bay lên một đoạn khoảng chừng giống như xong hết, ổn định mọi vị trí rồi mọi cái đó, thì bắt đầu người ta sẽ phục vụ thức ăn. Thì mình cứ việc mình ăn uống xong những cái gì mà mình cần thiết thì mình lấy ra, nào là kem đánh răng rồi bàn chải đánh răng, mình vô súc miệng rửa mặt. Rồi sau đó thì bắt đầu mọi cái ổn định, có nghĩa là người ta đã phục vụ mình ăn uống xong, giờ mình chỉ đến giờ xong đi ngủ. Rồi nếu như đến lúc đó thì các anh chị cứ việc có nghĩa là khi mà đi máy bay á, thì các anh chị nên bận những cái bộ đồ cảm giác là thoải mái để mà không gò bó mình, để mình ngủ cho nó thoải mái. Tại vì đa số thì Nga nói là Nga đi đây là Nga đi cái economy, nên cái chỗ ngồi của mình nó cũng tương đối đó, tại vì mình cũng nhỏ nhỏ nên mình tóm là mình đi hạng đó để mà tiết kiệm. Rồi còn mà các anh chị đi hàng thương gia thì mình không bàn, còn mà cái economy flexible thì đi rất là ok, nhưng giá nó sẽ nhỉnh hơn. Tại vì Nga cũng có dịp Nga đi cái economy flexible mà cái hạng đó nó cao cấp hơn một chút và nó ngồi rất là thoải mái. À
còn mà chọn chỗ ngồi thì có gì bài khác anh sẽ chia sẻ. Rồi sau khi đó thì các anh chị và các bạn ăn uống xong, các anh chị và các bạn có thể là nghe nhạc, thư giãn cho thoải mái một chút xíu, mình suy nghĩ những cái gì vui vẻ một chút, và các anh chị và các bạn sẽ ngủ rất là ngon. Còn trường hợp thí dụ như những ngày trước của các anh chị và các bạn mà đi, trước khi đi mình lo lắng, mình suy nghĩ, mình không ngủ được, mình căng thẳng, mình không ngủ, thì đến đó thì cái đôi khi cái đầu của mình nó sẽ bị nhức đầu. Do đó thì các anh chị và các bạn có thể là mua một vài viên thuốc để mà giống như dạng nó là gọi là không phải là thuốc mà giống như là cái làm cho cái đầu óc mình nó dễ chịu để mà ngủ. Thì thông thường thì đối với bản thân Nga thì Nga có mua những cái viên giống như là nhẹ, có nghĩa là too strong này kia để mà mình uống. Tại thật sự ra là trước cái ngày đi của Nga, Nga cũng có những cái giống như làm cho mình căng thẳng á, mình không ngủ được cái đêm hôm trước, thì ngày hôm sau mình lên máy bay mình sẽ đi chóng mặt. Thế là Nga cứ gì Nga thấy vậy Nga quốc một viên. Rồi vô khoảng chừng 50 phút trong cái chuyến bay đó là Nga chỉ có là ăn và ngủ cho đến tận nơi. Khi đến đó thì mọi cái sinh hoạt của Nga tự nhiên xong nó khớp vô múi giờ. Rồi khi mà các anh chị qua đến hải quan này kia thì các anh chị sẽ check hết mọi thứ. Đó là cái mà Nga đã chia sẻ là trong cái quá trình đó trên máy bay thì mình sẽ cảm giác là có người các anh chị có để ý cái, nếu các anh chị ngủ được ngon rồi xong các anh chị tỉnh dậy, các anh chị có thể đọc một bài báo, hai bài báo, hoặc là cầm sách theo mình đọc, hoặc không thích thì mình sẽ nghe những cái nhạc mà mình thích trong điện thoại của mình. À, và đặc biệt là điện thoại mình nhớ chuyển sang chế độ của máy bay thì các anh chị có thể là nhận nhạc và nghe, hoặc là quay phim chụp hình gì trên máy bay cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Rồi việc nữa là Nga cũng bật mí luôn là các anh chị và các bạn nên nhớ là trên máy bay, nếu các anh chị và các bạn có cần thiết những vật dụng gì, cứ việc quẩy tay và xin yêu cầu của tiếp viên hàng không những cái món đồ mà các anh chị cần thiết, các anh chị cần thì các anh chị hỏi họ, họ sẵn sàng giúp đỡ cho mình. Và Nga cũng có một cái cách thức này là Nga thường thường các anh chị bật được phục vụ nước xong á, người ta cái ly nước của họ họ sẽ lấy lại, thì đa số thì Nga không có đưa lại, tại Nga dùng những cái ly nước để chi các anh chị, là Nga vô khi mà Nga đi súc miệng rửa mặt ở trong restroom thì Nga dùng cái đó để Nga hứng, tại vì cái ly ở trong kia nó chút xíu và cái ly này hứng cho nó nhiều, để mình có cần cái gì đó để mà mình sử dụng nước thì nó cũng dễ dàng cho mình. Đó là một cái số cách thức mà chính bản thân Nga đã trải qua. Và còn điều nữa, nếu như các anh chị nhớ là các anh chị nhớ phải đem theo cho mình một cái gọi là một cái gối chặn ngay cổ nếu mình đi hạng economy, để cho nó khỏi mỏi cổ, mình ngủ cho giấc thật là ngon. Còn về những cái nếu như mà lạnh thì tất nhiên có mền rồi. À, còn một điều lưu ý nữa là các anh chị đi, các anh chị nhớ có mang vớ sạch theo để mình mang vô chân mình cho nó ấm, ngủ cho nó ngon, nhớ nhà vớ sạch. Còn nếu như các anh chị đã mang vớ và mang dưới giày đá thì xin vui lòng là mình đừng có mở đôi giày của mình ra, tại vì đó điều cấm kỵ, tại cho các anh chị biết là nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực chung quanh, nó tạo ra những cái mùi không gọi là không tốt. Do đó nếu mình mang giày thì mình chịu khó mình mang giày luôn, mình đừng cỡ ra này kia. Còn nếu mà mình cỡ ra thì xin vui lòng các anh chị và các bạn nhớ mang những cái đôi vớ sạch bỏ trong cái carry-on của mình và trong cái bác bạc của mình. Còn một điều lưu ý nữa là nếu như được thì các anh chị nhớ bỏ thêm cho Nga mỗi cái một, giống như một cái áo mỏng, một cái áo, một cái quần, rồi những cái đồ lót của mình, thí dụ như mình cũng bỏ vô. Tại vì sao? Mình chỉ phòng hờ những sự cố bất chắc xảy ra trên máy bay. Nếu như có sự cố xảy ra đối với mình, ví dụ như trong đường tiêu hóa mình đâu biết chuyện gì xảy ra. Nếu như có sự cố thì mình có đồ để mà mình thay, chứ không thôi là nó sẽ ô nhiễm hết cả máy bay. Tại chính bản thân Nga đã bị ảnh hưởng trong cái chuyến lần đầu tiên ra nước ngoài, trong cái chuyến đi qua bên Malaysia, trong cái chuyến đó thì những người đó người ta không biết và người ta làm nguyên một cái máy bay nó thật là kinh khủng luôn. Đó là Nga rút được cái kinh nghiệm từ những cái lần bay của Nga và Nga xin chia sẻ tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Nếu mà các anh chị và các bạn thấy hữu ích hay có gì thắc mắc thì có thể hỏi Nga. Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn những đoạn clip kế tiếp nha. Xin chào tất cả các anh chị và các bạn.